Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Thế hôm nay thì mình có dịp đi qua Quỳnh Giao. Quỳnh Giao là một xã thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, nước Việt Nam, nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, có diện tích 4,65 km² với dân số năm 1999 tổng cộng 5.588 người với mật độ 1.202 người trên km². Xã có mệnh chính là 12496.